Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật phone này lên. Các bạn thân mến, trong bài học lần này thì chúng ta sẽ cùng với nhau quay lại với chuỗi bài học liên quan đến giao tiếp tiếng Đức hàng ngày, Alltagsdeutsch. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về những cách diễn đạt khi mà chúng ta gặp phải một tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp ở đây mình muốn nói đến đó là khi mà chúng ta bị mất cắp, mất trộm. Chúng ta bị một ai đó làm ảnh hưởng đến thân thể của mình. Chúng ta gặp phải tai nạn, chúng ta cần một sự giúp đỡ. Thì trong những cái tình huống như vậy, chúng ta sẽ phải diễn đạt như thế nào để những người xung quanh hay là những người có chức trách có thể hiểu được cái sự việc đã diễn ra với chúng ta. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một vài những mẫu câu căn bản để giúp các bạn có thể diễn đạt được trong những cái tình huống khẩn cấp mà mình vừa nêu trên. Mình hy vọng là những gì mà các bạn học được trong bài học lần này có thể hữu ích với các bạn một ngày nào đó. Tuy nhiên thì mình không hề mong muốn là các bạn sẽ phải áp dụng những cái kiến thức này trong cuộc sống của mình. Mặc dù vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Lass uns anfangen. Ich möchte einen Diebstahl melden. Ich möchte einen Diebstahl melden. Ich möchte einen Diebstahl melden. Mein Geldbeutel wurde gestohlen. Mein Geldbeutel wurde gestohlen. Mein Geldbeutel wurde gestohlen. Ngoài ra thì chúng ta cũng còn những cái một số những vật dụng khác mà chúng ta có thể bị trộm cắp. Ví dụ như là Meine Handtasche wurde gestohlen. Meine Handtasche wurde gestohlen. Meine Handtasche wurde gestohlen. Oder mein Handy. Mein Handy. Mein Handy wurde gestohlen. Oder meine Kamera. Meine Kamera. Meine Kamera wurde gestohlen. Mein Auto wurde aufgebrochen. Mein Auto wurde aufgebrochen. Mein Auto wurde aufgebrochen. Ich bin ausgeraubt worden. Ich bin ausgeraubt worden. Ich bin ausgeraubt worden. Ich bin überfallen worden. Ich bin überfallen worden. Ich bin überfallen worden. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich habe meinen Geldbeutel, meinen Pass, meinen Koffer verloren. Ich habe meinen Geldbeutel, meinen Pass, meinen Koffer verloren. Ich habe meinen Geldbeutel, meinen Pass, meinen Koffer verloren. Meine Karte wurde gestohlen. Ich möchte mein Konto sperren lassen. Meine Karte wurde gestohlen. Ich möchte mein Konto sperren lassen. Meine Karte wurde gestohlen. Ich möchte mein Konto sperren lassen. Ich möchte einen Betrug anzeigen. Ich möchte einen Betrug anzeigen. Ich möchte einen Betrug anzeigen. Ich möchte eine Vergewaltigung anzeigen. Ich möchte eine Vergewaltigung anzeigen. Ich möchte eine Vergewaltigung anzeigen. Ein Mann hat mich auf der Straße verfolgt. Ein Mann hat mich auf der Straße verfolgt. Ein Mann hat mich auf der Straße verfolgt. Jemand wollte mich entführen. Jemand wollte mich entführen. Jemand wollte mich entführen. Wo ist das nächste Polizeirevier? Wo ist das nächste Polizeirevier? Wo ist das nächste Polizeirevier?
Ngoài ra thì chúng ta cũng có một vài những Ausrufen, những cái lời kêu kêu gọi sự giúp đỡ hay là kêu cứu. Ví dụ như Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Haltet den Dieb. Haltet den Dieb. Haltet den Dieb. Hilfe. Hilfe. Feuer. Feuer. Bitte rufen Sie die Polizei. Bitte rufen Sie die Polizei. Bitte rufen Sie die Polizei. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. So, das war's. Đó là một vài những cái cách diễn đạt căn bản để giúp các bạn có thể miêu tả được những cái tình huống khẩn cấp mà mình gặp phải. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần nên biết những số điện thoại quan trọng trong những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như đối với Polizei, cảnh sát, đó là số 110. Với Feuerwehr, cứu hỏa. Und Rettungsdienst, cứu thương, chúng ta có 112. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi bài học lần này. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nếu như các bạn có bất kỳ mong muốn về một chủ đề nào cho những bài học tiếp theo thì đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận và phần tin nhắn. Cũng như đừng quên kết nối với mình trên YouTube và Facebook để có thể nhận được nhiều hơn nữa những tài liệu học tiếng Đức cũng như là những chia sẻ của mình về cuộc sống tại nước Đức. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học lần sau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!